Thưa bà con và các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình chia sẻ đến bà con và các bạn clip về quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn sử dụng vi sinh của anh Đỗ Minh Hải. Hiện nay anh Hải đang áp dụng mô hình nuôi tôm bằng vi sinh trong hồ tròn nổi trên tổng diện tích 10 hectare chia làm 3 khu nuôi. Mô hình được nhiều chuyên gia và nông dân đánh giá rất cao với nhiều ưu điểm vượt trội so với các quy trình nuôi khác. Trước tiên, mô hình có kết cấu hồ đơn giản, giá thành rẻ, dễ vận hành, quy trình nuôi ít thay nước, dùng máy lọc nước tự chế, sử dụng vi sinh trong làm sạch đáy ao và môi trường. Theo anh Hải, mô hình này tiến tới mục tiêu cốt lõi là tăng năng suất, sản lượng, chất lượng tôm đạt tiêu chuẩn và giá trị sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường. Trong đó, cụ thể là hạn chế bệnh chết sớm, bệnh đường ruột, tỷ lệ sống của tôm từ 90 đến 95%, sản lượng tôm đạt từ 100 đến 150 tấn trên hecta trên năm, tái sử dụng nước nuôi của 90%, sản phẩm đạt 100% về yêu cầu chất lượng xuất khẩu, có thể nhân rộng cho các hộ nuôi tôm quy mô vừa và nhỏ. Hoàn thiện quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong hồ lót bạc áp dụng công nghệ Bioflux, anh Hải cho biết. Ở đây chúng tôi thực hiện theo cái quy trình nuôi tôm theo cái hướng an toàn sinh học. Thứ nhất là cải tạo nước, thứ hai là mình chăm sóc tôm theo cái quá trình sinh an toàn sinh học là không sử dụng kháng sinh quá chất, chỉ dùng vi sinh để giải quyết môi trường. Đồng thời là mình thải chất thải ra ngoài thì mình cũng sử dụng vi sinh, rồi là cà lo rồi này kia các thứ rồi mình mới thải ra ngoài là nó rất là sạch sẽ. Điều đặc biệt của việc nuôi tôm trong bể nổi có mái che và vách bể thẳng đứng nên hạn chế chất bẩn và dòng rêu bám xung quanh thành bể. Trong quá trình nuôi, anh sử dụng vi sinh làm sạch đáy ao, nhờ đó giảm được công đoạn vệ sinh bể, hạn chế bệnh đường ruột do tôm ăn chất bẩn này. Ngoài ra, chính nhờ kết cấu bể dạng nổi nên loại bỏ được các hiện tượng thẩm thấu ngược từ ngoài vào trong, hạn chế dịch bệnh lây nhiễm từ môi trường bên ngoài, như chim cò thường mang mầm bệnh từ nơi khác đến. Quá trình nuôi tôm 3 giai đoạn. Theo đó, quá trình nuôi chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn 1. Từ tôm Boss 12, ương mật độ 3.000 đến 5.000 con trên mét khối, trong hồ 200 mét khối, từ 1 đến 15 ngày. Giai đoạn 2, nuôi 400 con trên mét khối, trong hồ 300 mét khối, từ 16 đến 60 ngày. Giai đoạn 3, sang thưa ra 200 con trên mét khối nuôi đến thu hoạch. Các bạn và bà con đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trân trọng mến chào.